Xích của xe mà bị trùng thì sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ của xe rất đáng kể khi các bạn duy chỉn xe. Và nếu như các bạn không tăng xích theo đúng với định kỳ, bỏ dầu, tra mỡ thì nhông xích sẽ nhanh mòn và sẽ sinh phát ra tiếng kêu. Vậy thì cách tăng xích trên cái dòng CX150 thế nào cho đúng và chuẩn? Thì bây giờ Xuân Lập mời các bạn cùng nhau ta sẽ theo dõi video cách tăng xích trên cái dòng CX nói chung và cái dòng CX của 150 hôm nay mình làm video nói riêng tại nhà. Các bạn sẽ sử dụng cà lê 19, các bạn sẽ nới lỏng ốc trục của bánh xe này. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cà lê 10 nhá, để các bạn kéo tay tăng xích. Và khi các bạn kéo tay tăng xích, các bạn sẽ cần kiểm tra đến độ trùng của xích này. Xích sẽ có độ trùng nhất định. Các bạn không được tăng xích căng quá. Xích mà tăng căng thì di chuyển xe sẽ sinh ra tiếng kêu. Đồng thời nhông xích sẽ rất chi là nhanh mòn. Các bạn kéo tay tăng xích, các bạn kiểm tra độ trùng của xích. Trên tay tăng xích này, nó sẽ luôn có những các cái vạch dấu. Các bạn chú ý khi các bạn tăng xích. Vạch dấu ở bên đường trái này, khi các bạn kéo xích lên vạch dấu số 5 chẳng hạn, đây các bạn nha, nó sẽ có những vạch dấu này. Thì bên đường phải này, các bạn cũng phải cần kéo tay tăng xích đến vạch dấu số 5 là thì mới đúng và chuẩn. Các bạn kéo đều tay tăng xích của hai bên để giữa nhông trước và nhông sau được thẳng hàng, đồng thời bánh xe không bị bó nghẹt. Khi các bạn đã kéo đều tay tăng xích của hai bên rồi, các bạn cần kiểm tra bánh xe xem là bánh xe có bị bó nghẹt không các bạn này. Khi các bạn đã kéo đều hai tay tăng xích của hai bên và các bạn kiểm tra bánh xe không bị bó nghẹt thì đến bước các bạn sẽ khóa chặt ốc trục của bánh xe vào. Khi các bạn khóa chặt xong ốc trục của bánh xe thì các bạn sẽ cần phải quay bánh xe xem là bánh xe có bó nghẹt không. Và các bạn kiểm tra xích lại một lần nữa giúp cho mình này. Ok, khi đã hoàn tất tất cả các bước thì đến bước các bạn sẽ khóa chặt hai cái ốc của tay tăng xích của hai bên lại. Với những các cái video đơn giản như này thì bạn nào cũng có thể là thực hiện tự tăng xích cho xe của bạn tại nhà được rồi. Rất chi đơn giản và cũng rất thực tế để cho các bạn tham khảo và áp dụng. Đến bước cuối cùng thì các bạn sẽ chua vào xích một ít dầu. Như vậy là video vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách tăng xích trên cái dòng xích nói chung và dòng xích của 150 hôm nay mình làm video nói riêng tại nhà để cho anh em và các bạn cùng nhau tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xuân Lập xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.